Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tattoo TV. Trước khi đến với một thống kê rất thú vị trong ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy dành 3 giây bấm subscribe ngay kênh YouTube Tattoo TV. Nhớ bấm chuông để theo dõi những thống kê hết sức thú vị mà chỉ có ở Tattoo TV mà thôi. Thưa quý vị, trong thành công của đội tuyển quốc gia Việt Nam từ AFF Cup cho tới nay, có sự đóng góp cực kỳ to lớn đến từ Đặng Văn Lâm. Anh trở thành bức tường thép giúp cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam thêm vững chãi. Trước khi được gọi như người hùng của bóng đá Việt Nam, Văn Lâm đã từng trải qua một quãng thời gian không hề bằng phẳng. Anh từng phải viết hẳn một bức thư lên trang cá nhân để mong được thi đấu dưới màu cờ sắc áo của Việt Nam thời huấn luyện viên Miura còn nắm quyền. Mong muốn nhất bây giờ là về Việt Nam, thử việc tại đội tuyển U23 Việt Nam. Một lần nữa thôi, không cần thì Lâm sẽ về Nga và không phiền nữa đâu ạ. Vì năm nay là năm cuối, Lâm đủ tuổi để tham dự SEA Games. Miura có biết Lâm không? Nếu không bây giờ thì không bao giờ nữa. Help, mọi người repost, chia sẻ dùm Lâm với. Chính vì thế, ai cũng hiểu rằng Văn Lâm có tình cảm vô cùng sâu đậm với quê cha đất tổ và khát khao cống hiến của anh là có thật. Tuy nhiên, không phải ai cũng có suy nghĩ đẹp đẽ như Lâm Tây. Cũng có những cầu thủ tuy mang dòng máu Việt Nam trong người nhưng lại luôn có những hành động tỏ ra thiếu tôn trọng giải đất hình chữ S. Và dưới đây là 4 cầu thủ khiến nhiều người cảm thấy buồn lòng và thậm chí là phẫn nộ mỗi khi nhắc đến họ với tư cách Việt Kiều. Cầu thủ đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là Tristan Đỗ. Tristan Đỗ chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái cho câu lạc bộ Bangkok United và đội tuyển quốc gia Thái Lan. Anh là một người Thái Lan nhưng sinh ra tại Pháp. Ông nội Tristan Đỗ là người Việt Nam, chuyển sang Thái Lan sống khi còn nhỏ. Cha Tristan Đỗ là người lai Việt, Thái, còn mẹ anh là người Pháp. Không thể phủ nhận tài năng của Tristan là có thật. Trước khi Đoàn Văn Hậu nổi lên như một hậu vệ trái hay nhất thì trong khắp khu vực Đông Nam Á, hiếm ai có thể sánh bằng cầu thủ có khuôn mặt khá tây này. Dù chiều cao chỉ là 1m71 nhưng nền tảng thể lực của Tristan Đỗ cực kỳ tốt. Do đó anh có thể chơi công thủ rất toàn diện. Chính phong độ thăng hoa của Tristan Đỗ đã giúp Thái Lan vượt trội hoàn toàn đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kiatisak. Tuy nhiên, chỉ vì một phát biểu trên tờ Goal Thái Lan mà Tristan Đỗ đã khiến cả 90 triệu người dân Việt Nam quay lưng lại. Tôi đã từng nhận được lời đề nghị từ Việt Nam để thuyết phục tôi chơi bóng cho đội tuyển quốc gia nước này, nhưng tôi đã từ chối. Đơn giản bởi Pháp và Thái Lan là những sự lựa chọn duy nhất của tôi. Bố của tôi sinh ra và lớn lên tại Thái Lan và ông ấy chưa từng đến Việt Nam. Hiện tại thì chúng tôi cũng không có bất cứ người thân hay họ hàng nào tại đó. Ông nội của tôi từng là người Việt Nam nhưng đã rời đi khi còn là một đứa trẻ. Vì thế, bố tôi được coi là một người Thái Lan 100%. Người cha của Tristan Đỗ cũng từng tiết lộ chi tiết hơn về việc con trai của ông từ chối chơi cho đội tuyển Việt Nam. Họ đã từng liên hệ với cậu ấy khi nó mới 16 tuổi. Khi đó chúng tôi đã từ chối vì lúc đó cậu ấy còn rất trẻ. Tất nhiên ai cũng muốn lựa chọn một môi trường phù hợp để có thể phát triển tốt cho sự nghiệp. Hơn nữa, từ nhỏ tới lớn anh được học tập và đào tạo tại Thái Lan, nên cũng thật khó để đòi hỏi cầu thủ này dành tình cảm cho quê của bố và ông nội. Song đúng là Tristan Đỗ đã không khéo léo cho việc chọn từ ngữ khi phát biểu. Hậu quả là cứ mỗi khi anh hoặc đội tuyển Thái Lan thua trận là y như rằng gạch đá cứ nhằm vào Tristan Đỗ mà bay đến. Hồi đầu năm nay, sau thành công của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup, hậu vệ này đã đăng lên mạng xã hội viết những dòng tâm thư để bày tỏ nỗi lòng. Tôi muốn đính chính với mọi người rằng tôi tự hào khi có ông nội là người Việt Nam. Tôi cũng rất tự hào khi bố tôi được sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, còn mẹ tôi là người Pháp. Tôi tự hào được sinh ra trong một gia đình đa chủng tộc. Sự đa dạng đó đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã quá muộn rồi. Vào thời điểm hiện nay, rất nhiều những tràng phẫn nộ đã được phát ra từ phía các cổ động viên tại Việt Nam. Và cứ mỗi lần đội tuyển Việt Nam đối đầu với Thái Lan, người ta đều hy vọng Văn Hậu sẽ chén bằng được Tristan Đỗ và giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc tranh chấp tay đôi nào với hậu vệ này. Và cụ thể tại King's Cup vừa qua thì Đoàn Văn Hậu cũng đã nhiều lần khiến cho Tristan Đỗ phải điêu đứng. Cầu thủ thứ hai trong danh sách này khiến nhiều các cổ động viên Việt Nam phẫn nộ đó là Florentin Phạm Huy Tiến. Đã từng có một thời cổ động viên Việt Nam nhìn vào Florentin Phạm Huy Tiến với hy vọng anh sẽ giúp tên tuổi của Việt Nam bay xa trên đấu trường quốc tế. Ở tuổi 17, cầu thủ mang trong mình hai dòng máu Việt Nam Rumani đã được đăng ký vào danh sách dự Champions League tại vòng loại thứ 3 ở mùa giải 2014-2015. Đây là vinh dự cực kỳ to lớn bởi ngay cả Linh Nguyễn huyền thoại
cũng chưa được đăng ký vào danh sách có thể ra sân tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Tuy nhiên, cũng giống như Tristan Đỗ, thì Florentin lại gây ra một điều khiến các cổ động viên Việt Nam vô cùng thất vọng, chính vì cách nói của anh khi nhắc tới quê cha đất tổ. Hậu vệ này không ngần ngại tuyên bố chỉ muốn khoác áo đội tuyển Rumani trong tương lai vì Việt Nam là đội bóng yếu. Tranh cãi đã nổ ra, người thì cho rằng Florentin Phạm Huy Tiến dại dột khi sớm bày tỏ quan điểm. Cũng xuất hiện nhiều ý kiến bảo vệ anh với luận điểm là Rumani sẽ có cơ hội vươn tới đỉnh cao lớn hơn. Tuy nhiên, cũng chính giấc mơ Champions League năm xưa đã trở thành ác mộng phũ phàng dành cho Florentin. Trong cả hai trận đấu tại vòng loại thứ 3 năm đó, anh đều không được vào sân. Suốt mùa giải ấy, anh cũng chỉ thi đấu vỏn vẹn có 2 trận. Để tìm kiếm cơ hội đá chính, Florentin Phạm Huy Tiến đã chuyển tới Clinceni thuộc giải hạng 2 của Rumani. Tại đây, hậu vệ này cũng chỉ đóng vai trò dự bị. Và bây giờ, dù anh có xuất sắc đến đâu, cũng muốn trở về cống hiến cho quê cha đất tổ, muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam, thì chúng tôi, những cổ động viên cũng không hề chào đón anh, một người đã từng ruồng bỏ chính đội tuyển quốc gia, quê cha đất tổ của bản thân mình. Ở thứ ba trong danh sách này đó là Michael Nguyễn. Trường hợp của Michael Nguyễn thì lại hơi khác một chút. Anh không chê đội tuyển Việt Nam, nhưng đối tượng mà anh lại chê lại là các câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Việt Nam V-League. Ngay sau khi chia tay Bình Dương và chuyển tới Thái Lan thi đấu cho Air Force Central, thì cầu thủ này ngay lập tức có những so sánh làm mất lòng khá nhiều người Việt Nam. Cuộc sống và bóng đá ở Thái Lan hoàn toàn khác Việt Nam. Phương pháp tập luyện chuyên nghiệp hơn hẳn về chiến thuật, cách pressing, rèn độ nhanh nhẹn. Câu lạc bộ chúng tôi có huấn luyện viên thể hình riêng, trọng tài cũng khác biệt hơn. Bởi ở Thái Lan, trọng tài bắt đúng chuẩn châu Âu. Câu lạc bộ mà tôi đang thi đấu rất mạnh, tôi có thể nói họ giỏi hơn các đội bóng tại Việt Nam. Lý do khiến nhiều người tỏ ra không hài lòng với những tuyên bố của Michael Nguyễn là bởi quá trình anh thi đấu tại BKM Bình Dương không hề thành công và chuyên môn của anh cũng rất đỗi tầm thường. Cầu thủ cuối cùng và cũng chính là cầu thủ thứ tư trong danh sách này đó là Lê Đăng Long. Trường hợp mới nhất lọt vào danh sách này thì cực kỳ trẻ, sinh năm 2001, có nghĩa rằng Lê Đăng Long đang ở độ tuổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Và nếu như anh không theo sự nghiệp cuốn đuôi áo số, có lẽ tầm này anh cũng đang phải giải thích lý do ai đã đặt tên cho dòng sông. Và Lê Đăng Long sở hữu chiều cao đến 1m8. Anh thi đấu ở vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, nhưng có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của một hậu công, tiền đạo cắm hoặc ra sang biên. Điều này giúp Lê Đăng Long lọt vào mắt xanh của nhiều đội bóng châu Âu, trong đó có đại diện của giải Serie A là AC Milan. Thưa quý vị và các bạn, dù được chọn khoác áo đội tuyển bóng đá của một trong ba quốc gia là Việt Nam, hoặc là Nga, hoặc là Trung Quốc, Lê Đăng Long ngay lập tức quyết định chọn Trung Quốc, quê hương của mẹ, là đội tuyển quốc gia mà anh muốn thi đấu sau này. Lê Đăng Long trả lời dứt khoát: "Với tôi, chỉ có Trung Quốc là quê hương, tôi muốn tham dự World Cup với Trung Quốc." Cả bốn trường hợp kể trên đều không tưởng tượng được những lời mình nói ra như những lưỡi dao cứa vào trái tim của các cổ động viên tại Việt Nam. Chắc hẳn họ cũng không ngờ rằng bây giờ bóng đá Việt Nam lại có những bước tiến triển khiến các đại gia của châu Á cũng phải kính nể. Kể cả Trung Quốc hay Thái Lan đều kém xa thành tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại Asian Cup hay U23 châu Á. Thậm chí, ngay cả những cầu thủ Việt kiều nổi tiếng hơn như Linh Nguyễn hay gần đây là thủ môn Philip Nguyễn cũng rất mong muốn trở về cống hiến cho nước nhà. Chính vì thế, khổ trước sướng sau thế mới giàu. Trước khi chê quê cha đất tổ, mong các cầu thủ Việt kiều hãy suy nghĩ thật kỹ. Đừng để về sau lại phải xấu hổ khi nhìn lại những gì mình đã nói. Bởi vì há miệng thì mắc oai, đã phát ngôn thì khó có thể rút lại được, dù các bạn có xin lỗi hàng trăm nghìn lần đi chăng nữa. Bởi vì với chúng tôi, những cổ động viên Việt Nam, chúng tôi trân trọng những cầu thủ mà dành cho quê cha đất tổ những tình cảm thiêng liêng, đặc biệt và chân thành. Chứ chúng tôi không cần những cầu thủ bú phêm. Khi không cần, khi chúng tôi yếu kém, khó khăn, khủng hoảng thì chê, và khi chúng tôi có vinh quang thì lại phát biểu là muốn quay trở về để cống hiến cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Việt Nam luôn thi đấu với triết lý của Việt Nam, bóng đá Việt Nam và tinh thần của Việt Nam. Quý vị và các bạn đừng quên thả một nút like thật mạnh dành cho tinh thần Việt Nam, và đừng quên chia sẻ video này đến các cầu thủ Việt kiều để họ hiểu rằng chúng tôi, bóng đá Việt Nam bây giờ đã ở một tâm thế khác, ở một tầm cỡ khác, và chúng tôi có sự chọn lọc, sàng lọc một cách kỹ càng để tuyển chọn những tuyển thủ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.